Thiệt chứ? Bất gì? Thì cái bài hôm bữa đó bà đưa cho tôi chép y chang vậy, không khác con số nữa. Vậy mà bà 10 điểm, tôi 2 điểm là sao? Nè, hay là bà trả thù tôi cái vụ mà tôi đá giúp yêu giúp quý của bà phải không? Trời ơi, tôi đâu có nghĩ cái trí thông minh của ông ít đến như vậy. Bà nói gì vậy? Cái đó chỉ cần thay số vô là xong rồi. Tự nhiên chép y chang vô, 2 điểm là đúng rồi. Sao học nó sớm? Ủa, mà cái bài này anh Huy dạy rồi mà. Ông không chịu học thì có. Anh Huy, suốt ngày anh Huy. Bà dọn qua nhà ông ở luôn đi. Xuống. Ông nói gì? Xuống xe. Thằng này. Mình cho con nhỏ đó đi bộ về thì có quá đáng không ta? Trời cũng sắp mưa rồi. Xe suy cà que này hư đúng lúc vậy. Ủa, nó bị sao rồi? Em cũng không biết nữa, hình như lâu lâu nó bị vậy á. Khang, con làm gì mà con quăng xe ở ngoài đó vậy? Con quăng vậy là gãy xe, hư xe là xe đâu con đi học. Xe hư rồi con đi quăng cho nó hỏng luôn. Có chuyện gì thì con phải nói cho mẹ nghe chứ, chứ không được quăng cái kiểu đó nha. Con đang rất bực mình, mày đừng làm phiền con nữa. Ủa, ai làm gì con mà mệt? Rõ ràng hai đứa đi học chung mà giỡn ánh đi bộ giờ có mình à. May mà có thằng Huy nó chở về giúp con á. Thì tại nhỏ đó nó muốn đi với ông Huy mà, nó muốn đi với con nào. Có thiệt không? Hay là con bỏ người ta đi bộ về mình vậy? Xe con không muốn chở ai chở, bỏ ai bỏ. Nhưng mà mẹ là mẹ của con mà, sao mẹ binh nó hoài vậy? Mẹ không có binh ai hết trơn á, cái nào đúng thôi à. Rõ ràng từ nãy giờ con sai, con vô con đập xe ầm 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 vậy đó. Mà con cãi từ nãy giờ luôn á. Con đang rất mệt, mày để mình tỉnh rồi hẳn nói. Trời đất ơi, thằng này kỳ cục không?